Emry xin mến chào cả nhà. Hiện tại thì Emry đang có mặt kề chỗ trung tâm quận 1 đây. Đây là tòa nhà Bitexco đó. Có cái bãi đáp trịch thân xăng ở trên luôn, cả nhà mình nhìn thấy đây. Ngay chỗ này thì cũng có ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank. Thì bây giờ đồng hồ của Emry cũng là 8:35 rồi, ngày 19 tháng 9 năm 2023. Thì hôm nay cũng là một cái ngày rất là đẹp, 19 tháng 9 luôn. Thì giai đoạn này thì cũng vào sắp sửa chuyển sang quý 4 của năm 2023 rồi, thì không biết là ngay trung tâm quận 1 này thì như thế nào. Đây thì ngay ngân hàng nhà nước Việt Nam luôn, ngay kho bạc nhà nước đây. Thì khu vực này thì rất là đẹp. Ở đây thì gia đình chúng ta thấy là ngay chỗ bến Bạch Đằng này thì rất là thoáng mát. Thì buổi chiều đồ thì du khách này, rồi các bạn trẻ rồi thì tập trung ở khu vực này gọi là giải trí thư giãn rất là nhiều. Thì cũng đây là cũng nơi mà tình yêu đôi lứa mà gọi là phát triển sinh sôi nảy nở đây. Thì ngay đây thì nhà mình thấy là bên đây là trước mặt gia đình chúng ta là cầu Khánh Hội đây. Qua cầu Khánh Hội này thì cả nhà sẽ rẽ về bên quận 4. Còn bây giờ thì gia đình chúng ta đang có mặt ở khu vực quận nhất và chúng ta sẽ tham quan ngay khu vực này. Ở đây thì có ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn. Thì ở đây thì có các cái trung tâm này thì rất là hoành tráng luôn. Ở đây thì có cái hầm vượt đây, chỗ dưới chân cầu Khánh Hội. Để cả nhà mình chạy qua chỗ bến Bạch Đằng ha. Đây thì lâu rồi đi cũng ít ra quận nhất, tại vì công việc mình thì chủ yếu là ở quận 8 là nhiều, lâu lâu thì mới ra ngoài quận nhất này thôi. Đây thì hơi ồn ha cả nhà, mình đi với cái hầm này nó hơi ồn một xíu. Đây mình lên trên thì thông thoáng hơn rồi. Ở đây thì để chia sẻ gia đình chúng ta thấy đây, thì có một số cần thủ đây, người ta đang câu. Ở đây là bến Bạch Đằng và bên kia là quận 2 rồi. Bên kia thì đảo Kim Cương, quận 2 đây, bên kia sông đây. Giá trị bất động sản là đắt đỏ nhất của Sài Gòn chúng ta. Đó thì có tàu chạy vô bên sông đây, ngay chỗ bến Bạch Đằng này. Cả nhà mình thấy tàu du lịch nha, đang đưa khách đi dạo một vòng đây. Thì đối diện đây là đường phố đi bộ Nguyễn Huệ đấy. Buổi sáng thì vắng vẻ như thế này. Rồi bây giờ thì em sẽ mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng em đi một vòng nữa. Ở đây ngay bến Bạch Đằng thì đẹp quá. Đây làm lại rất là đẹp luôn đây. Có bến thuyền này. Ở đây thì thấy cái cano của cảnh sát giao thông cũng nhiều đây nè, cano đây. Đây thì bến thuyền này thì buổi chiều thì các bạn trẻ mà vào đây để mà đi dạo thì nhất luôn rồi. Đây thì quá đẹp, theo tôi thấy thì đây thì quá tuyệt vời luôn. Đây thì cũng có nhiều chị ha, đến đây là shop phim, gọi là selfie đó, chụp hình đâu, nhìn quá đã. Quận nhất phải nói là đi vào quận nhất mình cảm thấy là cái cảnh rất là đẹp, nhưng mà du khách mà khi mà đến trung tâm của Sài Gòn rồi thì họ lại là phản ánh rất là nhiều. Khi mà cảnh thì đẹp như thế này nhưng cái chỗ ăn chơi, chỗ tiêu tiền lại không có. Ví dụ như bây giờ khách là ở trung tâm quận 1, bây giờ muốn đi chơi thì ngày xưa thì có chợ Bến Thành này, thì có chợ đêm đồ, thì phố ăn uống ẩm thực đồ, vừa ăn nhậu đồ thoải mái thì cũng tiêu tiền được, xong họ vô bar đồ. Còn bây giờ thì dẹp hết và chưa mở lại. Hiện tại thì chỉ có cái phố Tây thôi, phố đi bộ Bùi Viện thôi. Phố đi bộ Bùi Viện thì ở đây thì chỉ chủ yếu là bán uống thôi, không có ăn. Nhưng mà uống thì đâu phải ai người ta cũng nhậu đâu. Người ta không nhậu thì người ta vô, người ta gọi một ly cốc tay gì đó, nó ngồi tới khuya. Thì rõ ràng là kể cả cái quán nó cũng kinh doanh không được luôn.
tại vì người ta không có điều kiện để người ta tiêu tiền. Cho nên là hy vọng là sớm mở lại những cái phố ăn uống ẩm thực rồi giải trí để cho người dân ở trong nước cũng như là du khách nước ngoài khi mà đến thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì lại có được những cái dịp để mà vui chơi giải trí. Đây thì ngay chỗ vòng xoay Mê Linh, đây là tượng của Trần Hưng Đạo, cái hướng thì chỉ tay ra bờ sông, đi sẽ rẽ vào cái quảng trường Mê Linh này. Ở đây thì có Khải Hoàng Len đây. Khải Hoàng Len là một trong những cái công ty tập đoàn về bất động sản cũng nổi tiếng tại khu vực Sài Gòn này, và hiện tại thì cái lực lượng sale của Khải Hoàng Len thì cũng rất là mạnh, như là đứng sau Novaland thôi. Thì họ cũng là một trong những gọi là anh lớn trong cái ngành bất động sản đây. Nhưng mà hiện tại thì nghe nói là cũng rục rịch rất là nhiều rồi, nợ thì lên rất là nhiều, không biết là như thế nào. Tình hình kinh tế thì hiện tại thì tất cả các công ty bất động sản luôn gần như là chật vật hết, một số thì phá sản, một số thì sắp phá sản, và tình hình chung là tất cả những cái công ty bất động sản là gần như là eo ọt hết. Ở đây thì Ri đã đi vào đường Hai Bà Trưng rồi, ngay trung tâm quận nhất đây. Khu này ngày xưa đây là quán cà phê rồi, bây giờ thì người ta đổi là hết rồi. Đây thì có spa bớt, nhưng mà nhìn đây, cái biển cảnh của quận nhất đây là quá trời bản cho thuê, mặt bằng ngay căn gốc mà bỏ trống như thế này luôn. Gần như là bây giờ thì kinh tế đi xuống, cho nên là tất cả các việc mà kinh doanh buôn bán bây giờ là rất là chậm. Người dân người ta hạn chế chi tiêu, chính vì mở ra các cửa hàng, các quán ăn, quán cà phê ngay trung tâm quận nhất đắt đỏ này thì người ta càng ngại chi tiêu hơn nữa. Cho thế mà buôn bán không được, dẫn đến cái tình trạng phá sản dẹp tiệm rất là nhiều. Còn vùng ven thì còn đỡ, tại vì mặt bằng nó ít, chi phí nó ít, thành ra là khi cái giá thành sản phẩm bán ra thì nó cũng tương đối nó mềm. Thì người dân người ta trong cái thời điểm thắt lưng buộc bụng này thì người ta có thể tiếp cận được. Còn với ngay trung tâm quận nhất này đây mà mặt bằng cao nè, rồi chi phí nhân công cao, tất cả đều cao hết, thuế cũng cao, rồi thành ra là nó dẫn đến là cái giá thành sản phẩm rất là cao, và người dân người ta lại ngại chi tiêu. Đây cả nhà mình thấy treo bảng đây, những cái tòa nhà lớn gì mà văn phòng cho thuê rồi gần như là nhan nhãn luôn tại quận nhất này. Quận nhất là một trong những cái quận mà đi đầu của thành phố, như đi đầu của cả nước rồi, về cái độ sang chảnh, về cái người ta ngày xưa thì cái thời mà năm cam ấy, người ta ví là ăn quận 5, nằm quận 3, HK quận 1, sẽ là quận 4. Quận 1 là cái nơi mà người ta ăn chơi, cái nơi giao lưu gọi là đã nhất, một cái nơi mà có đủ điều kiện hết, có nhiều cái khách sạn 5 sao ở đây như là Caravel, Sheraton, rồi Red Hotel, đây khách sạn Red Hotel, rồi Windsor, gần như là tất cả các cái sảnh lớn như là Sheraton, Caravel đồ thì cả nhà mình thấy đây. Đây để đi ra nhìn ra. Đây hướng này là Caravel nè, Sheraton nè. Những khách sạn 5 sao này thì đều tập trung ngay chỗ quận nhất này hết. Nhưng mà bây giờ thì cái tình hình kinh tế thì rất là khó khăn. Thì Ri sẽ mời gia đình chúng ta đi thêm một đoạn nữa, qua chỗ bên cái khu nhà hát lớn thành phố đây, xem như thế nào. Thì nhìn thấy cái cảnh mà những cái tòa nhà mà hoành tráng như thế này, những cái mặt bằng đắc địa như thế này mà để với bản cho thuê nhan nhãn luôn mà không ai thuê, thì đây cũng là một điều rất là đau lòng với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn thấy thành phố mình là một cái thành phố hoa lệ, là một cái hòn ngọc biển Đông, mà bây giờ thì phải ra đến mức độ nông nổi thì rất là buồn. Ở đây thì đây là ngay nhà hát lớn thành phố đây. Thì để đi sẽ chạy một vòng bên chỗ nhà hát lớn thành phố để cả nhà mình xem như thế nào. Còn đây thì các nhà hàng đây thì gần như là bây giờ sáng là thực khách đồ coi như là quay lưng luôn, rất là ít khách đó. Thì để đi sẽ đi một vòng ha.
một vòng để ngay chỗ nhà hát lớn này để gia đình chúng ta hình dung được nó như thế nào. Thì cái lượng xe ở đây thì đông, khá là đông. Ở đây lượng xe thì chủ yếu là xe của văn phòng công ty nhiều. Đây đây là cái chân dung của nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh đây. Khi vào đây thì người ta sẽ bán vé vào, thì cũng có nhiều đôi đến đây là chụp hình cưới lưu niệm nè, rồi cũng có nhiều bạn check in đây. Trước mặt đây chúng ta là cái đường Lê Lợi đây. Ở đây thì cũng lâu lâu thì có diễn ra cái lễ hội như ca nhạc, biểu diễn đồ ngoài trời đây. Thì bây giờ người ta xong rồi người ta tháo đi, thì mình thẳng cái hướng này ra là mình sẽ ra lại Trần Hưng Đạo, và bây giờ đi sẽ đi tới đây nữa. Thì để cả nhà mình nhìn thấy cái cảnh nhà hát lớn thành phố đây, trị giá rất là đẹp luôn nè. Chụp hình cưới ở đây thì cả nhà mình thấy là quá tuyệt vời. Khi mà cái khung cảnh đẹp ở đây thì có nhiều anh chị em đến đây review. Ở đây thì nhìn rất là dễ thương luôn. Cũng chúc phúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Thì tôi đi một vòng để gia đình chúng ta thấy là khu vực này đây, Sài Gòn Que đây, những cái tòa nhà trọc trời như thế này. Nhưng mà hiện tại thì kinh doanh rất là ảm đạm. Đây xung quanh nhà hát lớn thành phố. Ở đây thì Caravel đây, khách sạn Caravel quá trời lớn luôn cả nhà, năm sao đây, nhưng mà vắng tẻo không teo. Tình hình kinh doanh khách sạn này thì bây giờ tất cả các khách sạn là rao bán rất là nhiều. Nhà hàng Hoàng Long cũng một thời rất nổi tiếng đây, nhưng mà bây giờ thì cũng cửa đóng then cài luôn đó. Cả nhà mình thấy là rất là khó khăn trong cái việc mà làm ăn buôn bán, kể cả những cái đại gia là những người tiền nhiều, có thể là nắm trong tay là hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, nhưng mà bây giờ thì cũng thua rồi. Tình hình ở đây nhà hàng Hoàng Long đây sơ sát như thế này, ngay chỗ trung tâm quận 1 thế này, mà một cái mảnh đất lớn gì, một cái tòa nhà lớn như thế này đây, bây giờ thì không có cái gì hết. Ở đây thì ngay cái dòng xây này thì tôi thấy là cái biểu tượng cây đàn đây, cây đàn guitar đây cả nhà mình. Thì đàn ca tài tử cái lương là được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể văn hóa thế giới. Cho nên là ở cái biểu tượng cây đàn thì cũng nói lên là gọi là cái văn hóa về âm nhạc của Việt Nam chúng ta. Đây thì Ri sẽ rẽ lại tiếp tục con đường Hai Bà Trưng, đi theo con đường Hai Bà Trưng một đoạn nữa để gia đình chúng ta ngắm lại ha, cái đường Hai Bà Trưng này. Thì Ri cũng đi một vòng vào nhà hát lớn thành phố rồi, khách sạn 5 sao, để gia đình chúng ta thấy là như thế nào. Đây là Thái Công đây, tòa nhà Thái Công đây, một cái công ty của anh Thái Công là chuyên về set up, design, rồi là những cái trang trí nội thất mà cao cấp. Và nghe anh nói là toàn là những cái vật dụng mà chúng ta xài như cái ly, cái dĩa là nói hàng trăm triệu không à, và hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ cái nội thất của anh. Thì hiện tại thì anh Thái Công rất là nổi tiếng về cái này, và có những cái mà ảnh giải thích ra thì mình không thể tưởng tượng được luôn. Quá trời, phải nói là giá trị mà Thái Công mà thiết kế tài sản rất là cao. Thì trên mạng thì nhan nhản luôn, một cái câu nói rất là nổi tiếng của anh Thái Công đó là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Để mình nhận xét một cái gì đó, để mình làm cái gì đó thì nó đòi hỏi ba yếu tố này. Thứ nhất là kiến thức, phải có kiến thức. Thứ hai là phải có kinh nghiệm. Thứ ba là mình phải trải nghiệm đó, thì mình mới nhận xét thấu đáo được. Thì đây thì đường đây thì nó hơi đông. Đây thì luôn luôn luôn, đường Hai Bà Trưng thì lúc nào nó cũng đông như thế này. Đây thì cả nhà mình thấy rồi đó. Đây là các bảng, đây là các mặt tiền, đây là mặt bằng, đây là đóng cửa rất là nhiều. Kinh doanh quận 1 bây giờ coi như là xuống cấp trầm trọng rồi. Gần như là bây giờ quận 1 là gồng mình thôi để vượt qua cái ải này, khó khăn này. Hiện tại thì các tòa nhà lớn thì rao bán liên tục. Nhưng mà để thời điểm này mà để thâu mua những cái tòa nhà này thì cần rất rất là nhiều vốn.
mà trong khi đó thì tất cả các đơn vị gần như là giai đoạn này cũng bị tổn thương nghiêm trọng do tình hình kinh tế bị suy thoái toàn cầu. Thì bây giờ cả nhà mình thấy rồi, ở đây thì vào đây thì giờ này là giờ xe tải đã chạy rồi, nhưng mà mình cũng ít thấy được cái chiếc xe tải nào ở đây, tức là cái lượng hàng hóa lưu thông ở khu vực quận nhất này cũng rất là thấp, kể xe tải xe gắn máy chở hàng đâu nữa thì gần như là bị ngưng trệ hết, mình không thấy những cái xe đó. Thường thì nhan nhản rất là nhiều luôn những cái xe để chở hàng như thế này, nhưng mà bây giờ thì kiếm đỏ mắt không ra. Đây thì càng về trên thì cả nhà mình thấy là càng kẹt xe đông, do cái tuyến đường này là thẳng luôn là ra sân bay Tân Sơn Nhất luôn, cho nên là từ trung tâm mình thì có nhiều hướng để ra sân bay. Đây là Hai Bà Trưng, cũng là một cái tuyến đường chính, một tuyến đường trọng điểm, cho nên là xe lượng xe rất là đông, lưu lượng xe mà qua lại đây thì lúc nào cũng rất là đông như thế này. Thì cả nhà mình thấy rồi, đây thì ngay đây là ngay cái ngã tư của Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng. Thì Ghi sẽ chạy thêm một đoạn nữa để các gia đình chúng ta nhìn thấy là bên kia đường thì cả nhà mình thấy là bảng cho thuê nhà ngay gốc ngay ngã ba luôn, mặt tiền ngay ngã ba là Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng, là một cái mặt bằng gọi là đắc địa luôn, nhan nhãn cho thuê như thế này. Mặt bằng ở đây thì gốc này thì quá đẹp, phải nói là rất đẹp luôn chứ không phải đẹp bình thường nữa. Mặt bằng thì vẫn như thế này, mang chữ cho thuê, để đi lên xích lên. Để đoạn này thì xe kẹt xe nhiều quá, cho nên là đi quay cũng không có kỹ cho gia đình chúng ta hết được. Đây chạy lên trên nữa thì đây lâu lâu mới thấy một cái chiếc xe hàng như thế này. Và nguyên một chiếc xe hàng này thì chở cái gì ạ? Khi thấy chở 5-6 cái cây sắt nhỏ, sắt rám đó. Nhưng mà do nó dài, nó cồng kềnh, cần phải cái xe này vận chuyển. Thì nhiều khi nó có những cái mà nó không hợp lý. Ở đây thì tới đường Nguyễn Du rồi. Đây ngã tư của Nguyễn Du với cái Hai Bà Trưng. Ở đây là mặt sau ha. Mặt sau của bưu điện thành phố Hồ Chí Minh đây. Ở bên tay trái của gia đình chúng ta. Thì mặt sau đây khu vực này thì bưu điện, ngành bưu điện thì trước đây phải nói là ai làm bưu điện là người đó giàu, kể cả một người đưa thư thôi cũng giàu nữa, tại vì ngoài cái lương ra thì cái tiền thưởng nó khủng lắm. Bây giờ thì bưu điện cũng còn, nhưng mà không còn đắc địa bằng. Bây giờ đắc địa nhất là cái công ty sổ số kiến thiết, cái công ty sổ kiến thiết bây giờ là cái tiền thưởng khủng. Người dân bây giờ thì thất nghiệp gọi là tràn trề luôn, cho nên là cầu may, thứ nhất là gì, mua vé số, thứ hai là gì, đi chùa, đi nhà thờ để cầu nguyện, thứ ba là bói toán đó, để bùa phép đó, gọi là bùa ngải đó. Thì ba cái này là hiện tại là đắt hàng, còn do là người ta không kinh tế thì suy thoái, công việc thì khó khăn, không biết dựa vào đâu thì chỉ biết cầu may vào vé số nè, rồi biết yếu tố tâm linh nè, biết dựa vào cầu mong thần linh sẽ phù hộ nè, rồi điều thứ ba nữa là gọi là muốn mình phải được cái gì đó gọi là sử dụng bùa ngải gì đó để mà đạt được mục đích của mình. Thì ba cái xu hướng này hiện tại là đang hot rần luôn trong cái thời điểm hiện tại. Thì ngay đây cũng là đường Lê Duẩn nè, Lê Duẩn với Hai Bà Trưng. Thì khu này thì cơ quan nhà nước vẫn là nhiều ở đây. Thì sẽ rẽ vào cái đường Lê Duẩn ha, cả nhà chúng ta hình dung được là như thế nào. Đây thì chủ yếu là cơ quan nhà nước nhiều khu vực này, mà bây giờ thì cái tình hình kẹt xe cũng rất là nghiêm trọng luôn. Đây quá trời kẹt xe, xe rất là đông. Thì đây thì có một cái bệnh viện nữa, phía trước của chúng ta là Đại sứ quán Mỹ đây. Đại sứ quán Mỹ nằm ở đây, bên tay trái của gia đình chúng ta đây. Rồi đi xe rẽ vào cái con đường nhỏ này để mình xuống Nguyễn Du ha, đường Lê Quang Thu đây, xuống Nguyễn Du để mình xem là cái khu vực bệnh viện Nhi Đồng này. Thì
thì sẽ như thế nào. Ở đây thì ngay chỗ những cái tòa nhà như thế này đây thì bây giờ buôn bán đồ đưa thưa luôn, không còn nườm nượp ra vào như xưa nữa. Hàng quá hay tất cả đều ngưng trệ hết. Chủ quán thì ngồi gọi buồn hiu luôn, quán vắng. Có bệnh viện Nhi Đồng 2 đây trước mặt cái gia đình chúng ta. Đây là bãi giữ xe đấy. Ngay khu vực này thì đây là hình như là đường một chiều rồi, nghe đường một chiều cả nhà. Đây thì xung quanh bệnh viện này thì cả nhà mình thấy rồi đó, bảo vệ thì nhiều, và con em mà chúng ta mà có bệnh về trẻ em đó dưới 12 tuổi đó thì chủ yếu là đến bệnh viện Nhi Đồng 1 ở đường Lý Thái Tổ và Nhi Đồng 2 ở đường Nguyễn Du này đây. Clip của em thì đến đây cũng khá dài rồi. Em xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan một góc của quận 1, và một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.